Vâng ạ, với cái câu hỏi này thì tôi thấy là cái câu hỏi về tiên lượng của bệnh nhân ung thư vú như thế nào thì thực sự rất là quan trọng. Bởi vì đối với mỗi một người bệnh, nếu chẳng may mà chẩn đoán ung thư vú thì chắc chắn là điều quan tâm đến là cái tiên lượng bệnh như thế nào, cũng như là một cái câu hỏi cụ thể đối với bác sĩ là tôi có thể sống được trong bao lâu. Thì nói chung ung thư vú thì hiện tại là một cái bệnh mà thường gặp nhất ở phụ nữ. Tuy vậy khi chúng ta nhìn thấy cái con số về tỷ lệ mắc cũng như là tỷ lệ tử vong do ung thư vú, ví dụ năm 2020 thì ước tính là ở Việt Nam thì có khoảng 25.000 trường hợp ung thư vú mới mắc, thì chỉ có khoảng 9.300 trường hợp là tử vong do ung thư vú. Đấy, như vậy với con số như thế thì sơ bộ chúng ta sẽ thấy là hiện tại chúng ta có thể chữa khỏi được cho 2/3 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú. Như vậy thì so với một số ung thư khác như thử là ung thư gan hay ung thư phổi thì rõ ràng chúng ta thấy là với bệnh nhân ung thư vú thì có tiên lượng tốt hơn rất là nhiều. Đấy, và đấy cũng là một cái tin rất là tốt lành cho bệnh nhân ung thư vú. Và với các bác sĩ mà điều trị chuyên khoa về vú, chúng tôi cũng rất là vui. Đấy, bởi vì là chúng tôi điều trị cho bệnh nhân và có thể là kéo dài cũng như là chữa khỏi được cho bệnh nhân. Thế thì cái tiên lượng ở bệnh nhân ung thư vú này thì nó cũng không giống nhau ở mỗi một cá thể, và có rất là nhiều các cái yếu tố mà nó quyết định đến cái tiên lượng của người bệnh cũng như là để trả lời câu hỏi là sống được bao lâu. Thế thì trong các cái yếu tố tiên lượng đó thì cũng có những cái yếu tố tiên lượng kinh điển, ví dụ như là giai đoạn bệnh. Thì giai đoạn bệnh luôn luôn đóng vai trò rất rất quan trọng từ trước đến nay. Nếu như mà người bệnh mà đến bệnh viện ở giai đoạn sớm thì có cơ hội chữa khỏi bệnh tốt hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình đến ở giai đoạn muộn. Không những thế mà cái việc mà đến ở giai đoạn sớm thì ngoài cái cơ hội chữa khỏi thì còn cái việc mà cái số cái phương pháp điều trị cần phải áp dụng thì có thể nó cũng chỉ là tối thiểu, dẫn đến là cái ảnh hưởng của các cái phương pháp điều trị đến người bệnh thì nó cũng hạn chế hơn và tiết kiệm được cái chi phí điều trị hơn và cũng đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Và trong một số các yếu tố tiên lượng khác nữa phải kể đến đó là cái loại mô bệnh học của ung thư vú. Ví dụ như chúng tôi có một số những cái bệnh nhân mà ung thư vú thể nhầy hay là thể tủy hoặc là thể ống thì tiên lượng nó cũng tốt hơn so với một số thể còn lại. Và cái độ mô học cũng rất là quan trọng, độ mô học càng cao thì tiên lượng càng xấu. Ngoài ra một số những cái yếu tố tiên lượng khác, ví dụ như các cái chỉ số, những cái dấu ấn về hóa mô miễn dịch, các bệnh nhân thì cũng đã được nghe các bác sĩ giải thích rất là nhiều, ví dụ như là cái tình trạng thụ thể nội tiết ER hoặc là PR, hoặc là tình trạng yếu tố phát triển biểu mô HER2 có dương tính hay không dương tính, cũng như là cái chỉ số Ki67 cao hay thấp, thì đó là cái bộ 4 cái xét nghiệm hóa mô miễn dịch mà các bác sĩ ở các tuyến nói chung chứ cũng không riêng gì ở bệnh viện ca là chúng tôi xét nghiệm hàng loạt và đồng bộ cho tất cả những cái bệnh nhân, vì với những cái xét nghiệm này rất là quan trọng để quyết định những cái phương pháp điều trị cho người bệnh ung thư vú cũng như là cái quyết định cái tiên lượng cho bệnh nhân ung thư vú. Thì ngoài ra còn có một số những cái yếu tố tiên lượng khác nữa, ví dụ như thể trạng người bệnh, rồi là các cái bệnh kèm theo, cũng như là cái điều kiện kinh tế của người bệnh có đáp ứng được tất cả những cái phương pháp điều trị tối ưu mà bác sĩ đưa ra hay không. Đó, thế thì trong số tất cả những cái yếu tố tiên lượng trên thì tôi cho rằng là chúng ta không không thể quyết định được là cái bệnh ung thư của mình, cái tế bào ung thư của mình là thuộc loại mô bệnh học nào, độ mô học như thế nào, thụ thể nội tiết có dương tính hay không, hay HER2 có dương tính hay không. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng nhưng mà mình lại quyết định được, đó là cái việc mà mình đến bệnh viện và được khám và được chẩn đoán sớm, thì đó luôn luôn là cái yếu tố quan trọng, nên là rất là mong các chị em thì chúng ta sẽ đi khám sàng lọc cũng như khám định kỳ để có thể được chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm nhất. Thế thì với ung thư vú cũng như phần lớn các ung thư khác, giai đoạn bệnh thì cũng sẽ chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3, giai đoạn 4. Thì giai đoạn này thì nó vừa có ý nghĩa về tiên lượng như là tôi vừa giải thích ở trên, và giai đoạn bệnh cũng là một cái yếu tố rất quan trọng để các bác sĩ căn cứ vào đó để đưa ra cái phương pháp điều trị cho người bệnh. Ví dụ như ở giai đoạn sớm thì chúng ta sẽ phẫu thuật, sau đó thì chúng ta sẽ điều trị bổ trợ bằng cái phương pháp khác. Nếu mà đến ở giai đoạn muộn hơn nữa thì lại có thể phải điều trị hóa chất trước, sau đó thì u thu nhỏ lại thì mới chuyển sang phẫu thuật. Hoặc là nếu như mà người bệnh mà đến ở giai đoạn rất muộn như là đã di căn rồi thì gần như lúc đó chúng ta chỉ áp dụng cái phương pháp điều trị toàn thân thôi. Đấy, và đối với mỗi một người bệnh đến thì nó cũng sẽ có những các cái yếu tố về tiên lượng nó khác nhau, và các bác sĩ sẽ căn cứ vào toàn bộ những yếu tố đó để đưa ra những cái quyết định điều trị cho từng cá thể người bệnh phù hợp ạ.